Bão Tra Mi, thành phố Phan Thiết, đảo Phú Quý. Những con sóng có thể nói rất là khủng khiếp. Cả nhà hãy nhìn xem. Đây. Bây giờ các phương tiện đang cố gắng chạy vô bờ tránh chú bão. Một số nhà dân bây giờ nước tràn vào nhà như thế này. Cả nhà hãy nhìn xem. Cơn bão đổ bộ vào Thừa Thiên Huế. Một cảnh tượng hết sức là khủng khiếp phải không cô chú anh chị? Hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2024, Đỗ Hoài Thương chia sẻ những thước phim video như thế này kể đến cả nhà chúng ta cùng xem để biết được thông tin về cơn bão. Những sức gió rất là mạnh đang ập vào trong những bờ biển và cả thành phố. Những con đường, những con phố bây giờ ngập rất là nặng. Một số nơi bị lũ lụt do cơn bão gây ra. Cơn bão không những là làm cho ngập lụt mà còn dông lốc khủng khiếp. Huế lụt rồi mọi người ơi. Sáng nay ngày 27 tháng 10, khi áp sát đất liền các tỉnh miền Trung, bão Tra Mi đã gây ra mưa dữ dội ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Dự báo sau khi ra biển, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây ra mưa dài ngày và cho các tỉnh miền Trung ở nơi đây. 10 giờ sáng nay, tâm bão trên vùng ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng áp sát đất liền với sức gió rất là mạnh. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là 75 đến 88 km trên 1 giờ, giật cấp 12, thật là khủng khiếp. Do ảnh hưởng của bão Tra Mi, đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đảo Cù Lao, Chàm, Quảng Nam có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Nam Đông, Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cẩm Lệ, Đà Nẵng gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Nhưng cơn gió bão này thật là khủng khiếp phải không cả nhà? Ngay lúc này tại Đà Nẵng, những cơn gió có thể thấy rất là khủng khiếp phải không cô chú anh chị? Đây, một người phụ nữ phải chống chọi lại với cơn gió. Rất là tuyệt vời, một hình ảnh rất là đẹp. Một chiếc xe du lịch ô tô đã cản gió lại cho chị ta, để cho chị ta xuống nhặt cái đồ rớt ở trên đường. Rất cảm ơn bác Tài đã có tấm lòng tốt như vậy. Một hình ảnh thật là đẹp, giúp đỡ nhau trong cơn bão phải không cả nhà? Xin chân thành cảm ơn. Có thể tưởng tượng được rằng sức gió rất là mạnh phải không cô chú anh chị? Đây là Quảng Ngãi, nước sóng biển ầm ầm tràn vào bờ. Wow, cả nhà coi, nước biển bây giờ dâng rất là cao, mưa thì vẫn đang mưa rồi cả nhà. Còn ở đây là bãi biển Lăng Cô, Phú Lộc. Một cảnh tượng khi cơn bão có thể nói đổ bộ vào. Rác rưới, những cơn sóng biển ở nơi đây nhìn thật là hãi hùng. Cầu mong cho tất cả mọi người đón cơn bão này đều được bình an. Lúc biển êm á, thì chúng ta nhìn thấy bờ biển rất đẹp phải không cả nhà? Phố cổ Hội An ngập lụt cả rồi cả nhà ơi. Trong đêm qua và sáng nay, ngày 27 tháng 10, mưa lớn bao trùm khu vực Hà Tĩnh, Đà Nẵng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 350 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong chiều và tối nay, bão sẽ di chuyển theo hướng nam tây nam, quần thảo trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 3 đến 5 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ tối nay, tâm áp thấp nhiệt đới vẫn trên đất liền các tỉnh thành phố kể với mức cường độ giảm xuống cấp 7, giật cấp 10. Bão số 6, tỉnh Thừa Thiên Huế. Wow. Nước dâng, con đường bỗng quá thành sông. Wow, những cánh đồng cứ ngỡ như là bãi biển. Nước lên rất là dữ dằn ở nơi đây.
cánh đồng mà bây giờ có sóng như là sóng biển luôn rồi cả nhà. Hôm nay Hoài Thương chia sẻ những thước phim video như thế này, gửi đến cả nhà chúng ta cùng xem. Ông bà, cô bác, anh chị em xem video. Nếu thay đổi Hoài Thương chia sẻ những thước phim video như thế này hữu ích, ý nghĩa, thì Đỗ Hoài Thương xin mời cả nhà tặng cho một like, một đăng ký kênh. Đó cũng là một cái nguồn động lực tinh thần giúp cho Đỗ Hoài Thương chia sẻ video tiếp theo lần sau nữa cho cả nhà chúng ta cùng xem nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ ạ. Mà cây bên đường kia kìa. Đứng ở đấy là rất dở. Đây là nhìn cái vệt nước quét này, đúng cái chiều gió kìa. Gió to, những cây muốn ngã, sóng lớn, bất ngờ tràn vào nhà của người ta như thế này, người ta đang ăn uống này cả nhà. Đó, mà sóng tràn vào nhà như thế này thì có người người ta nói rằng là 30 mấy năm mới thấy cái cảnh này lần đầu tiên. Trời ơi kìa, nhìn thấy ghê không cô chú anh chị? Cái đèn nó chớp luôn đó nha. Thấy ghê không? Nước biển tràn vào nhà. Tính ra là đang ngồi nhậu, cái biển ập vô mất luôn rồi dép. Ở đây đây cái nhà nhìn coi, một cảnh tượng nước lũ dâng cao miền Trung. Hầu như thì năm nào miền Trung cũng phải chịu hứng những cái cơn bão phải không cô chú anh chị? Mưa lớn kèm nước biển dâng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị nguy cơ lụt to. Khu vực này bây giờ lũ lụt tràn về luôn rồi cả nhà ơi. Sức gió rất là mạnh. Chúng ta nhìn thấy phía đằng kia trắng xóa, những giọt mưa, những cơn lốc quăng quật những ngọn cây. Trong đêm nay và sáng mai ngày 28 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển sang hướng đông ra biển với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 5 km/h, và tiếp tục suy yếu. Đến 10 giờ sáng ngày 28 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế, Quảng Nam với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Những giờ sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông, tiến về phía nam quần đảo Hoàng Sa và suy yếu thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
vùng áp thấp suy yếu từ bão Trà My sẽ kết hợp với không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây ra mưa dài ngày cho các tỉnh miền Trung. Miền Trung năm nay lại khổ nữa rồi phải không cả nhà? Dự báo từ ngày 27 tháng 10 đến hết ngày, hết đêm 28 tháng 10 thì khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi và cũng như một số nơi khác thì mưa có rất to. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ hôm nay 27 tháng 10 đến 29 tháng 10 trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ trên các sông từ 3 đến 6 mét. Thì trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức báo động, có sông trên báo động 3. Các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum lên mức báo động 1. Cả nhà hãy nhớ đón xem video tiếp theo sau của Hoài Thương sẽ cố gắng cập nhật thông tin tình hình về bão ở nơi đây, những nơi đặc biệt của cơn bão đi qua cho cả nhà chúng ta cùng xem. Còn ở nơi đây thì hiện tại nhà của người dân bị ngập rồi cả nhà. Một số nơi trên cao mà ngập cái này thì dưới thấp mà ngập cái nào nữa cô chú anh chị. Cả nhà xem video thấy Đỗ Hoài Thương chia sẻ những thước phim video như thế này hữu ích ý nghĩa, Hoài Thương xin mời cả nhà tặng cho một like và một đăng ký kênh nha. Rất cảm ơn cả nhà. Những cơn sóng dữ, nước biển tràn vào Huế, một trong những địa điểm bị cơn bão Trà My tràn vào đây. Sức gió rất là mạnh. Nhìn thôi đã thấy sợ rồi phải không cô chú anh chị? Cầu mong cho tất cả mọi người đều được bình yên, bão qua và cũng như mọi người trở lại với công việc hàng ngày. Huế ơi, đừng mưa nữa, đã khổ lắm rồi. Có nhiều nơi bị ảnh hưởng cơn bão này lắm cô chú anh chị. Thì Hoài Thương sẽ cố gắng cập nhật từng nơi đó thông tin chính xác và cũng như nhanh nhất để gửi đến cả nhà chúng ta cùng xem. Nước lũ tràn vào rồi cả nhà ơi. Đà Nẵng, những cơn mưa dông lốc, một số nơi đã bay mái nhà rồi cô chú anh chị. Những cái cành cây mà nó gãy đổ như thế này nhìn thôi là sợ rồi. Một số người đi đường bây giờ là không thể nào trụ vững, quá là gió. Những chiếc xe máy bây giờ chủ không muốn nổi luôn. Gió thổi quật cây, gãy cây, đổ cây, chốc gốc cây luôn.
Đến đây Hoài Thương thấy video của mình khá là dài rồi, xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Cả nhà chúng ta hãy nhớ đón xem, Hoài Thương sẽ cố gắng cập nhật thông tin tình hình về cơn bão Trà My đã đi qua đất nước Việt Nam của chúng ta như thế nào và ra sao hai cả nhà ha. Còn ở nơi đây thấy những cảnh tượng như thế này hết sức là buồn. Những cái cây mà ở ngoài công viên, cây cập ven đường đã gãy đổ, nước đã dâng lên ngập lụt cả rồi cô chú anh chị ơi. Cầu mong cho tất cả mọi người đều được bình yên, cơn bão đi qua một cách êm đềm ha.